不见，让大家也都到了好感受。你要变动，我们还要变节奏，我们都听不了歌，你放了朋友的可爱看，爱看的看将来，我们还有病，有病从健康家，我们比你大，你大我们放长街，爱陪了他，陪了他们放长街歌。ไอ้เธอบนเลยด้วยกับมาจูบจังจูบไอ้จะทาจังกะมาเซนไอ้มาลุยมากะมาเซนไอ้เธอติงจูบไอ้ยังเธอบนเลยกับมาจูบผุจังจังก่อสร้างครัวอ๋อสะอาดรอปีเทอมไหนนั่งใต้กองเปิดปกอ๋อรวยได้อ๋อนั่งอะไรก็เคยจังมาขนมส่งก็จังจะตอมส่งเก็บงอบแล้วยิงสกจังวาให้ยิงช้ายยิงข้าประมาณนึงก็นั่งประมาณนึงสมตะตอมงอมาตอมนี่ก็อ้อยเชียมาคือมันเอายิงจันยิงนางเตี้ยคือคลายยวนจับบานยิงข้ามาไอ้อ้อยแต่เธอไอ้กูเหม็นจังไปเธอรู้ไหนกี่เมียนก็เคยจังนะเย่ยยอปึดกาปึดมาหวยก็ได้ปีหวยก็ได้อยู่ในถ้าแต่อันนั้นสำลับนะสำลับบ้านสำลับบ้านยืนยัยอ่อยปึดให้ยืนความเถื่อบนเถื่อเตียนไอ้ประจูนได้ไอ้กี้ได้อ่อยบ้านแม่พ่อละเกียบบ้านได้สกุลอ่อยเมื่อปนีปีกามเฮ้แต่มุกเตี้ยเถื่อไม่กาตกตีแบบบ้านบ้านเตยจังไอ้เขียวอ่อนเมื่อจัดปัทนาแต่เถื่อจังจังนั่นลูกก็ส่งเอาหุ่ยกามหุ่ยเพียงเนี่ยเต้าเนี่ยนายรับน้าขึ้นยมดังยังเย็นช
chỉ có bán dây đập kẻ ăn thôi định ngay cọc cho ยิ่งมันยิ่งดาบินาว่าเอายิ่งมารู้ว่ามีเรื่องยิ่งมันยิ่งหนึ่งก้าวสอดเท่าไหร่ ยังมีอะไรอยู่มวยยืนกันน้องเมนนาไหนหลับออกหลับมือเนี้ยนั่นยืนมาประมาณเนี้ยนะยืนติดหลังจินดาเตี้ยไปจอดบุกจิตใจน่ารักด้วยไหมกันไอ้โหดไอ้จอดติดมวยจอดติดผิวไว้ dưng rồi tỏ tay kia vậy cả nó lại chụp cái nó ní chia sẻ phơi chậm lại xa được kiệm mấy anh tóm để tịch vừa vài cả nóng á mấy anh chơi lại nhà nhà ná vừa cắt tục như thế nào ní vẫn đang có vật sẽ cảm kiệm có bật to bằng mấy anh nhé khi mà trong sự phơi nóng khơi ra chậm lại tầm khắn trong mấy anh cắt cả nát ở sau cháo hay bỏ cháo hỡi trong mấy anh đế ở bạn mà chui cháo hỡi kia gì mà chạy còn dùng nữa chẳng ổn nữa đại vì chạm mấy anh màu nữa tam ca phật viên mình chẳng thì mau bị vượt vay thêm khang phê ngay thêm trom ắt man trom ắt man thêm kia thì chơi chẳng đó nữa thêm trom mình man nhưng mơ tôi không nói về cả ta từng ăn nướng về ăn nấy thế bừng mấy anh vô cặp bay tập cục trong rong chạ rồi còn đặt rong chạ ở trái hết á nướng về xăm hạt xăm thoa kia thế còn là phần nắng ngay sẽ tha cái bọt là mấy bừng mấy anh chơi đã chơi tập to chơi chán hàng ta nhà mới này 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 sẽ được chơi đã này chiên học sập này học sập bùn này พี่น้องเวไวខ្ញុំខ្លាំងពេកណាស់ឯងខ្ញុំធំអត់បានណាត្រមមិនបានរហូតខ្ញុំជាឆ្លោយទៅទឹកដីទៅដាក់អ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះទៅនិយាយវិញឆ្លោយតែ 4 អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនឯងឆ្លើយដាក់ហ្នឹងដែលឃើញគេចាប់មកនេះមិនដែលទេអត់ដែលទេមិនដែលឃើញចាប់មកទេព្រោះជាប់នៅហ្នឹងរយៈ 2 ខែទេខ្ញុំណាហើយដាច់ភ្នំពេញទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំឆ្លើយដាក់ហ្នឹងអត់មានឃើញមកហ្នឹងទេម្ល៉េះបានខ្ញុំព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេះតែដេកគិតបួងសួងដឹកដល់
côn bôn tê và đá bỏ sân là khiêm cháu lại đặt kê tới hai về miền bạc bò ấy xong cũng ở miền cam phi mà đo khiêm tiến đó nè ngày nó rom phọc nhóm lời không chất nhóm về chân anh ấy bà kết tư kì chạm mê mấy anh máu mê mấy anh xài hà học sân nệ tất ná hay nóng nó miền mấy anh phòng rồi mấy anh kì chạm mà tiết xài hà học sân nệ tiết nóng muốn nè hãy đừng chấn nệ tương ơn ý lại hà học sẽ phải học sẽ bật to bật to bật to nên ta tiết ốc mỏng ta mà chín năm thì pi chín năm tiết ốc ấy sẽ đặt khăm ăn mà nếu nó không sợ khăm ăn sẽ khăm ăn nữa tập máu đài thì mùi nhóm đài này nực sau chỉ lan thì mùi khnê mong ngay thì mùi khnê tè nó trường xây khnê nè nè xịt tập màu pi nè bóng pa ôn nè pa ôn nhóm mắn đang chung mùa ấy đấy bần tài màu pi nè bóng pa ôn về màu cái nông sơn đấy chăng ngay nhóm màu nó cứ sang được pi nè màu giúp ấy đó giúp màu phải ở trên nó tăng màu pi bình tọng chăng sai sợ nó chấp nó sợ co cho mũi khné nó giục cho mũi khné nó đặt tay cô cho mũi khné chỉ một tô máu cho mũi khné tì vật sầm rau máu vật đà nó chọc nó máu lan cho mũi khné máu không bình nó việc đặt cái nong máu vào là việc ông bị tụt mũi nhóm nó nhưng mà thơ thật như tại ông mà đài đây bên đây luôn là mà đây cười nhắm chúng mà nè nè cái đó tục prá này cái đó tục prá này chúng nhắm này lấy riêng tí đập bốn thì đập bầm bay trong tay là bầm bay hình là dự sản phẩm chia chuẩn thăm mây đầm bọn buôn muốn chiên gầm nụ nên đầm bọn khăm ăn châu ngay bầm khai mùi cho tập bầm bay tục pra bởi còn mà tục pra nó kì tại vì con mới tới đây chờ sọt bệnh có hòm bệnh à thằng mày nó nhom cu cái lái nó bị tụt nâng hãy đôi cái mong cười cái bài nó cười mơ đôi nơi sờ lông anh chân mình cao thì cao ấy ta
coi mơ vu vu tới kinh dây bị riêng tổ quát nẹt cu là bay bị đám đôi chia vòng góp chia Picasso ấy nhắm bàn tay mà sẽ đạp đấy nhắm bàn tay sờ rồi để cu nhưng tới ba ngày nào về này để nhắm cu ba sợ nhưng tới đòi lại lơ nhắm nhắm nó đai miền ơi cục vi cục vi ai ơi mưa tới khuyên tham mình cà rốt đấy anh em mò đo cái lại nếu cứ tới tới cà rốt phải thân om đại đạn tịnh tịnh chẳng tư hay tì mục cu nắng ta là dừng liệp ơi vừa có hom vừa si ơi vừa sma phô phong sạch chẳng tư nắng à đố giờ đây xây của mông mấy chân nắng sạch nhưng mà cái sự bài chết cái chỗ crom thay vô cái ru thì măng này vay chanh máu chung cá viên mình là bay khâu thạ mình pin chết đây nó kìm ai cũng tới cháo đấy ở giờ tập cặp tới cái nào dừng vay tới cũng bay cháo tới về đi ở cọp mơ cọp tới những cái tài liệu nông tức nên đồn cào như tới chúng ta những đắng chiên cũng nu cho màu thừa cà kia nó trà nữa nè bên tai phụ nâng cái sạp ở hai là mở bàn pi khai là mở bàn mà khai là tới cửa cho mở bàn buồn động ngay như tới cù tới mình ca tới kiểm pin chết cái vô sầm làm cho lo tới ngày gì nhầm rô màu nên được chia sầm nang bao nhầm để ăn rủi rô màu để sang chùm niên cùng nu nâng đặt cù tới cái trời chết cái tới nhưng dù dù nó khơi nó bị xa nào bởi nhầm để cái chọc màu tràn nhiệt là cái ngọc ở hai nơi ta nhầm mùi nó bị chuông cá như chèn nước sở máy mình ở chất ta hạt ấy cái bộ nó chuông cá cái cu cho ra xa chân nhầm là ở chân nhầm tiết bên tay mình đang cái nia bị giang mệnh ạ cơ xa là mệnh mình bán rô riêng mình dịp vệt một cái xâm lạc cho lọ ชมเลยชมเออนักตัวนั้นเคยเราจะเคยเคยในนั้นนั่นเราแก้วเพราะในข้อเนี้ยยังเริ่มต้นสกอร์เนี่ยสบายแล้วก่อนสกอร์การตัวเราโกงอยู่ที่นี้ที่แก้วอ๋อลองการเรื่องเนี้ยยังเริ่มต้นสกอร์แล้วก่อนนั่งวันนี้คือสกอร์ชุดจำชุดวันให้เนี่ยในคือการตัวสไลด์นี่โดยเฉพาะหอยกระดอยเอ็นกระดอยเนี่ยในกระดอยยืนกู้ตาจัดอยู่ในโรงครัวบ้านในเรื่องอ่ะอะไรยิ่งจังดังมาแต่แบบนี้ยิ่งจังยิ่งท่าโดยท่าจุดเนี้ยตัวตัวกู้ถนัดปีมลมาบ้านบ้านจุดท่าจังมันบานนี่เด้ยังจองดังแต่ใครได้ให้ทั้งอันนี้อาจจะตกอยู่ในโรงกรบาลเนี่ยเนี่ยราชการเบอร์ยังมากกว่าที่เรามาอยู่ในโรงกรของพ่อหมองมันมีในนั้นเหรอเนี่ยบ้านอะไรเบอร์เนี่ยโรงกรฐานะเนี่ยราชการเดี่ยวโรงกรจะเนี่ยโตเนี่ยโตโดยดูยังไงโตก็จะอยู่โรงกรตีปีเพราะไอ้ในตีนี้บอร์สนายเธอตามเตี้ยไว้ก็เธอสลับด้วยขี้อัดจีบอัดจีบพอดเรื่องนั้นตายอย่างโดยมันมันจะไม่เป็นบนมอเจ้งนะปุ๊กขยมการเป็นบนคะแนนฉันนะคะแนนแบบจุ่มมวยร้อยเนี่ยรวมเลยมันดังเลยเอ้ยผมมวยบอกมวยร้อยจุ่มวิ่งซ้อมไปผมมวยร้อยกลุ่มสถาบันต่างขยมการนี่คือโดยหายจุดประโยชน์เนี่ยเนื้อปริซอฟของเนื้ออ๋อได้ยินยี่ทำมากระไรเนี่ยต่างอ้อนที่รวมมันรวมมันตีรวมต่างอ้อนนะเนื้อปริซอฟกระไรเนื้อไอ้นี่ไอ้เป็ดไปเอ้ยไปชูดเนาะแต่มอมยืนแต่ขมายเนาะบาดนี่เดียว
ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចចាត់ទុកជាអ្នករងគ្រោះហើយជាអ្នកទោសដែលគេសម្លាប់ណាហ្នឹងចាត់ទុកជាអីខ្ញុំចង់ដឹងដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយជាថាកាលពីមុនពួកខ្ញុំគ្នាមកកណោចុះហេតុអីពួកខ្ញុំមិនក៏មិនងប់អឺមិនអស់មិនក៏ជាងប់ចង់អស់លីសួរមើលសួរបងប្អូនតើកងរួយប្រមាណអ្នកស្លាប់ស្លាប់អស់លួចរហូតដល់ទាយជួនកាលពេលទីហ្នឹងក៏ស្លាប់អស់ដែរបានខ្ញុំនិយាយតាមមុនអត់ជឿខ្ញុំទេតែខ្ញុំវារន្ធត់កន្លែងណាដែលថាដូចកាលសនសែនមកយើងខ្ញុំឃើញរបៀបមិនស្រួលខ្ញុំសុំចេញទៅតបវិញបើងក់នៅសមរភូមិកុំឲ្យងក់នៅកន្លែងពីធ្វើទៅរនកម្មគេយកទៅសួរឲ្យមកគេវាយចោលអត់ខ្ញុំអត់ចង់ងក់ទេសុខចិត្តទៅងក់សមរភូមិវិញចឹងសនសែនក៏គេមិនឲ្យទៅនៅកន្លែងខ្ញុំនៅអារម្មណ៍ថាងក់ជាមនុស្សទេកុំបែកទេចេះអ្នកតោនេះជាទិដ្ឋភាពបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ចប់ក្នុងបន្ទប់នេះកាលពីឆ្នាំ1978ក្រោយពីគេបញ្ជូនបាត់ដបងមកហើយខ្ញុំនៅម្ដងនេះពីដើមនៅកន្លែងនេះតែក្រោយមកគេដកចេញមួយទៅខ្ញុំបញ្ចូលថ្មីមកខ្ញុំកាត់មកនៅកន្លែងនេះហើយដកចេញមកចេញក្រៅនឹងទៅណានេះក៏នឹងខ្ញុំអត់ដឹងនេះហើយការស្លាប់ហ្នឹងវាមានបន្តរាល់ថ្ងៃពីកាលលងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃងប់មួយទៅពីកាលមានថ្ងៃខ្លះងប់2ក៏មានដែរក្នុងហ្នឹងហើយតែងប់ឲ្យគេងាយយកចេញហ៎10ម៉ោង2ដល់10ម៉ោងហ្នឹងມັນក៏យកចេញហើយយើងដេកហ្នឹងទៅជាមួយខ្មោចហ្នឹងទៅហើយម្នាក់នេះជួនកាលគាត់បន្តអន្តើតមិនតាន់ដាច់ទាំងហើមទេគេឃើញហ្នឹងគេទៅយកសំបបមកចានយកមកដាក់ឲ្យនិយាមលើកគ្រាបញ្ចុកអីទៅយប់ហ្នឹងមកយប់ស្អែកឡើងងប់បាត់ទៅហើយពេលដែលងប់ហើយហ្នឹងពេទ្យគេកំដឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរហើយកងការពារហ្នឹងគេដើរមកគេឈូសតើឈូសក្បាលមួយជើងទៅទេតែអ្នកងប់ហើយហ្នឹងហើយជេរប្រមាណទៅទៀតដូចម៉ាយវាគេឲ្យរស់ហើយប្រងរស់ទៀតហ្នឹងហ្នឹងបានថាជួនកាលពេលយប់សัตว์រោមភ្លើងវាធ្លាក់មកតាមហ្នឹងអីរើសនាំនេះលួចរើសដាក់នឹងម៉ាត់ផ្លុកផ្លុកទៅកណ្ដាលបកកងការពារមើលមកឃើញគេចូលមកហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបដោះអាស្បែកជើងវាហ្នឹងយីមកបៃតិចយើងហ្នឹងផាំងគុំតិចហ្នឹងមកខាង3 4 5ផាំងហ្នឹងទៅចង់ស្លាប់ទៅអ្នកទៅគេវាយចេញកដោបចេញចរិតពីមាត់មកវិញមកហើយភ្នែកហ្នឹងខៀវចង់ស្រក់ហូរឈាមហ៎ខ្ញុំនៅហ្នឹងមួយខែជាងខ្ញុំបាត់ជើងតែ2ដងទេព្រោះក្នុងពោះខ្ញុំអត់មានអាហារទេវាអស់ហើយមួយថ្ងៃទី3ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនអាចទប់ទល់បានទេក្នុងជីវិតខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីអំពើវខខើសាហាវប៉ុណ្ណឹងហើយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្រាប់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងវាសាំនឹងអំពើនឹងបានទេវាសាំនឹងអាទិដ្ឋភាពខ្លោចផ្សារនឹងកើតនេះខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំចូលមកនៅក្នុងទី21ដំបងគឺមុនដំបងគេអប់រំអរខ្ញុំរៀនសូត្របពកគោលចំហខ្ញុំថាមន្ទីរស21ជាបេះដូងនៃប្រទេសជាតិហើយក៏ជាសសរទ្រូងរឹងមាំដែរអញ្ចឹងយើងម្នាក់ៗជាដៃស្ដាំរបស់បកអញ្ចឹងត្រូវមានចំហដាច់ខាតឃើញខ្មាំងគឺកុំឲ្យមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរជាមួយខ្មាំងត្រូវដាច់ខាតជាមួយខ្មាំងពួកបងប្អូនម៉ែឪចូលមកក្នុងហ្នឹងក៏ចែកដាច់ខ្មាំងនឹងមិត្តដែរអរមកស្ទាក់ស្ទើរឥឡូវចាស់ខ្មែងទូទូចអ្នកខ្លះអាយុមិនតាន់បានមួយឆ្នាំផងនៅ3នៅបើដោះហើយអ្នកខ្លះសឹងមិនចេះដើរអាហ្នឹងវាប្រឆាំងអីហ្នឹងវាខ្មាំងមិនទេអាហ្នឹងប៉ាមន្ត្រីស21បានណែនាំថាបើសិនជាប៉ចាប់មកឲ្យគឺជាខ្មាំងមកប៉ចាប់មកប្តីនឹងប្រពន្ធក៏ត្រូវចាប់កូនត្រូវចាប់យកមកដែរសំបីតាម៉ែឪក៏ដោយបងប្អូនយើងក៏ដោយបើថាបាក់ចាក់មកគឺជាខ្មាំងមកបាក់គឺចាញ់ដល់ឡាយពីគ្នាធំជាងគេមានតែអង្គការមានបាក់ហ្នឹងបើឲ្យយកទៅកំតិចយើងត្រូវយកទៅកំតិចអត់មានថាការគិតគូរអីតាតិចអត់ទេបាទព្រោះបាក់សំ21ថាទៅចាក់មកមិនជាខុសតែយកមកខ្មាំងមកអញ្ចឹងអាតសញ្ញាដែលយើងថាវិចារណាញ់យើងជាមនុស្សហ្នឹងក៏បាត់បង់អស់លីងពេលហ្នឹងវាលែងមានការគិតណាណាម៉ែណាណាអីអស់វាលែងជឿម៉ែឪឯងអត់ហើយកាលហ្នឹងអញ្ចឹងវាបំពាក់អំប៉នវាមិនទេអញ្ចឹងបាទបើគេថាខ្មាំងអាហ្នឹងទៅតាមថាខ្មាំងអញ្ចឹង
ិលីការប្រចាំថ្ងៃ1ឈ្មោះយុនយិនផ្ទះកបន្ទប់3បន្ទប់តូចលេខ1វាយកគោទៅញាត់ប្រហោងសោ2ឈ្មោះខៀវផិននៅផ្ទះកបន្ទប់1បន្ទប់តូចលេខ8វាយំថាមិនដឹងរឿងអ្វីអង្ការចោតវាថាជាខ្មាំង3នៅផ្ទះចបន្ទប់3បន្ទប់តូចលេខ1ឈ្មោះអ៊ុនអឿនវាយកស្លាប់គ្រាលាក់ទុកហើយហុចទៅឲ្យឈ្មោះហមហុកទុកកាច់សោពីរលត់ភ្លើង4ឈ្មោះអៀងឡនផ្ទះខបន្ទប់3បន្ទប់តូចលេខ1ពេលមុតយើងចូលឆៃឆេវាថាតិចទាត់មួយជើងចោលម្លាយឡើយហើយ5នៅផ្ទះខឈ្មោះឌួងដាវុធវាត្អូញពីរឿងស៊ីមិនឆ្អែត6ឈ្មោះយាយ៉ាតផ្ទះខបន្ទប់3បន្ទប់តូចលេខ4វាស្រែកខ្សែមុងយកទៅចងខោមិនសុំអ្នកយាមវិធីធ្វើឯកសារត្រូវរៀបចំវាឲ្យសរសេរឆាកជីវិតវាដែលក្បត់ដែលអានទៅឃើញដំណើររឿងកົບកិនពីរស់ហើយជាក់ស្ដែងច្បាស់ច្បាស់មានហេតុផលមានមូលដ្ឋានអំពីចារកម្មស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងជារយៈយៈតាមខាងការវាដល់បំផុតគឺឲ្យវាសរសេរខ្លួនវាមានសម្ដីវាមានឃ្លាប្រយោគវាវិធានការសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ក្នុងពេលសួរចម្លើយវាមាន2យ៉ាងជៀបខាងនយោបាយគឺយើងឃោសនាជៀបវាជាប់ពីនិចជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ពេលវេលាធ្វើទរណកម្មជាវិធានការរួមសំពិសារកន្លងមករបស់មិត្តយើងអ្នកសួរចម្លើយគឺច្រើនធ្លាក់ទៅខាងទរណកម្មមើលធ្ងន់ទរណកម្មជាងការឃោសនានេះជាពិសារខុសឆ្គងដែលយើងត្រូវបំពាក់ជាប់ជាដាច់ខាតខ្មាំងពុំឆ្លើយសារភាពឲ្យយើងស្រួលសារភាពពេលយើងធូរនយោបាយក៏វាសារភាពក្នុងកម្រិតជាបំផុតជៀសមិនផុតពីធ្វើទរណកម្មទេគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់តិចឬច្រើនប៉ុណ្ណោះពេលខ្ញុំឡើងមកយកអ្នកទោសខ្ញុំមើលបន្ទប់តូចបន្ទប់ធំគាត់ដាក់បាតដៃលេខបន្ទប់ធំ39អ្នកទោសលេខ13មិនដែរយកអ្នកទោសលេខ13ខ្ញុំមួយយកសួរយក13ឯងបាទហើយអត់បីលើកឲ្យវាងើបយកកម៉ាចងមុខកម៉ាចងមុខហើយវត្តដៃវាក្រោយដាក់ខ្នោះដាក់ខ្នោះហើយរកចាក់សោចាក់សោបច្ចេកទៅធ្វើកម្រៃស្បែកសោដើមវិញមកគៀដៃនោះចេញក្រៅណាពេលខ្ញុំទទួលអ្នកទោសពីអ្នកយាមខ្ញុំយកដៃក្រៀកលោះដៃអ្នកទោសហ្នឹងគឺបណ្ដោយចេញទៅបញ្ហាធ្វើទរណកម្មសំណុំពរនៃការធ្វើទរណកម្មគឺយកចម្លើយរបស់វាពុំមែនធ្វើដើម្បីសុបាយទេដូចនេះត្រូវធ្វើឲ្យវាឈឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្លើយសំណុំពរម្យ៉ាងទៀតគឺកាច់វាឲ្យខ្លាចបាក់ស្បាតមិនមែនធ្វើតាមកំហឹងបុគ្គលឲ្យអស់ក្តៅដូចនេះគឺវាយឲ្យវាខ្លាចតែមិនឲ្យងាប់ដាច់ខាតពេលធ្វើទរណកម្មត្រូវពិនិត្យសុខភាពវាមុនត្រូវពិនិត្យមើលរំពាត់កុំលោភចង់ឆាប់នាំឲ្យស្លាប់បាត់ឯកសារខាតនេះជាបញ្ជីឈ្មោះខ្មាំងដែលក្រុមគៀមយកមកសួរចម្លើយនេះឈ្មោះមិត្តអ្នកសួរឈ្មោះខ្ញុំប្រាក់ខនអ្នកណានប្រធានក្រុមគៀមក្រុមសួរចម្លើយមាន3ក្រុមមានក្រុមស្លូតក្រុមក្តៅនិងក្រុមគៀមអញ្ចឹងក្រុមស្លូតគឺមានភារកិច្ចគេសួរគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយបើកាលណាសួរគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយចេញហើយគេធ្វើឯកសារដល់នឹងហើយអ្នកណាដែលសួរមិនចេញគឺគេរញឲ្យខាងក្រុមក្តៅក្រុមក្តៅយកមកគេវាយធ្វើទរណកម្មខ្លះវាយបែកខ្នងបែកក្បាលហូរឈាមស្រាក់ខ្លះក៏សួរទៅចេញធ្វើឯកសារទៅទីនោះហើយបើសួរមិនចេញអានឹងគេរុញឲ្យមកខាងក្រុមគៀមក្រុមគៀមយកមកវាយតាមអំពាត់ពីនឹងបែកឈាមពេញខ្នងដោយថារបួសចាស់អត់តន់ជាហើយខ្លះក៏ធ្វើទៅចេញឲ្យសរសេរឯកសារទៅខ្លះមិនចេញទៅគៀមរ៉ាំរៃនឹងយូរខែយូរឆ្នាំទៅខ្លះក៏បានការខ្លះក៏មិនបានការគឺយកទុកចោលទៅ
การทวดนกรรมการล็อกคือของจัดเฮาคู่เขาหมายเงินการจานาเอาไว้คือเงินนาจนวดกลัวนั่งตะเลิกมั่งคือถ้ามันเกิดปีอายุชีวิตเจดีแต่เคยอายุชีวิตเนี่ยตัวโดยเฉพาะสัตว์เฉพาะเทียบอย่างให้การเลือกได้ทวดนกรรมก็คือเงินจัดมวยถัดตบคู่กบาลนั่งเหมือนออยได้ทั้งไวมันเอาเชือกนั่งตอดนี่ก็ถ้าเมื่อต่างจัดต่างได้เต้าต่างอ้อสลบเนี่ยมองนะเพื่อโดนกามองให้เนตุโจมองตรงมันที่ซ้อมเพย์มวยไหมมันดังถ้าสลับก็คือดังถ้ามองเราไหลมันที่ซ้อมเพย์มวยดังถ้าย่อจำลายเอาให้เต้าถ้าสำหรับเจ้าต่างอ้อเป็นหุ่นเยี่ยมขนมมาจุกอัดไงคือเนื้อซ้อมอันบนนองเป็นเนื้อซ้อจัดแล้วเลือดซ้อมโรนมือตามอ่านโรนเวขนมเวนั้นโรนมือก็อัดไอก็มัวอ่านมาแซ่ทีจัดแล้วเลือดซ้อมโรนมือตามขนมเวนั้นก็อัดไอดาวมกนาลดาวมกนาลปรับอ๋ออ่านมาแซ่เลือดไตตอนเลือดไตเบิบเงิบจับดันชัยใช่เวียนึงจับพัดลมจะบักจะบอลจะบอลมือกระเป๋าคอเวียนึงใช่ลองตรงมือจมูกมือได้มือนอกมือนะมือนั้นดำมือไปคลายอิมิ้นลาปากาคลายอิมิ้นอยู่ลาปากานั้นจับตาใส่ใดนั้นใส่สำหรับกลุ่นให้คลายอิมิ้นชาวชองนั้นนองกระเป๋าคอให้กระเป๋าเอานั้นคลายไปโยนลิบสำหรับกลุ่นดำมือจองกระดาษคุยเสียบมัวมาแซ่ทีอาใส่เงือบเงือบโชว์หลุดได้จับดำเพาะใช้เวียนึงผมนึกมือนึงจะบักมือกับเบาคอมือจะแก้คอเวียบักจะบอลจะบอลไปจะบอลนึงหัวจำมือคลายผมนึกมือเต้าคลายอีเมียนลาปากาโย่หม้อจับใส่ไตนึงคลายสลับครุ่นให้ครุ่นคลายเมียนจ้าวเมียนจ้อเวียนเล็บเต้าสลับครุ่นดำหมกดาห่อคุยเราเสียบจับดาบบฮะไอ้อันนั้นโอ้ไอ้ต่อเอาไอ้ขี้กาอันยาตัวนี้ยิบไอ้เห็นต่อเอาไอ้ยัวเอาจ่อข้อมึงเอาจับดาบเอาเตี๋ยนาโยมกราวบ่กาเสียมนกูมาการเงียบเงียบกี่อ้อยคือเวลกู้ให้ประเทศสหกรณ์ต้องไปจูนย่อมอ้อยเตามาตีตะโอมให้ตะโอมก็บ่โมลกูมาตามคมตามสก็คือจำนวนมาร้อยเนี่ยเชียงสักเล็กมายุบปรึกล้างลานแต่จันสำไรนั้นก็มาโยหมกโยกก็ตัวลานนู้จัดหยอดจัดหยอดนั้นกูมาต้องอ้อนนั้นก็ใจเตาให้ขนมมาลานนั้นเวียนมาเพย์เนี่ยต่อสามสำเนี่ยให้มาดอเปียกันดาเขาอาคลาหุ่นเมียนปุลลานอูดรีพองไอพองให้ดอมาดอพนมเป็งคือยุบคือทานไงพนมเป็งคืออัดสกอลเงยงะให้ดอคือดอลายทางเล็กบังจะปนคืออ้อยตัวจำจุกจำจุกลึกคือมันจุนเตาสลาไปใจกะตีตึงเปรตนาอ้อยตัวเรียนกราเตเรียนดอกกระเพื่องเรียวมีนเรียนจับอ้อยบานาเบกีนึงมันไอ้เรียบจำเขาเอาตัวสกตพุ่มไอ้มันตัวสกตพุ่มปีแรงลานมดก็มันโดนปกตัวแสลงมันโดนปกตัวแสลงนี่ก็คืนกองสู้นั่งเดินเนี่ยตุกดักขนอกจองบุกนึงโกกูมาก็มาต้องอ่อนนึงก็มีอารมณ์เพย์คลายไอ้มันโดนนี่ก็อ่อนเราทางกราวก็อ่อนจำจุกดำไปเลยดอกปีกตกจัดปีเปียอัมพรตกจัดเฮ้ยก็ปีอ้อยมูเยี่ยมเนื้อตุ๊กทางขนมมูลเฮ็ดแล้วน้อมเอาขยมโจลปะเลวันโมปีขยมเบนกาชุดจับหนึ่งปุ๊กอาณาณิกุมนิยมจากทำไมหนึ่งปุ๊ในต้นสักในภูมิประเทศกิริยาจากกระป้อนได้จิจวนเลียนเป็นทวีบ้าประชิจุน
mù là hai đôi chân hai ban chỉ dương khi nhom miền sa đây nhẹ lần lượt một châu rùm non con chu bạn đi vòn bầm ra bạn đi vòn về chạm gặp vòn làm đây lúc đó vấn nạn lúc đó là chỉ chun về cái áo nhom thưa vừa vào từ lúc cái ban su nhom tha cái bị môn mau dương miền quân bị bạn đi khla nhom tha cho còn là lụi đỏ cái cụ kỳ môi PC bê xa vai kỳ môi PC đang về quân bị bán này đã à anh đang co về chìa quân bị bán này đã ở thằng vọt lúc nâng hãy đôi chìa còn đang bên giật tệ răm môi xa lanh ở đi mình nè à anh đang co chìa giật tệ răm môi là vừa là về bao dưỡng này thật đã đã không có vọt lúc dưỡng hãy mất kia cái nhóm ban mà đây tí so em thấy môi nhóm ban châu nông vọt lúc bao nhóm đoạn hạ nhóm xe mọc trăng chỉ mối bạc của rốt bạc đa tam bạc đáp ông ca bình lý ban tâm trời đôi chìa ông ca chặt tăng ở khi nhóm thầy chặn lại tôi không cứ đánh khác với khi nhóm thầy thầy chạm hay đôi chìa bởi chú lại tôi cho tôi xâm lạp chăng ở trong vô tư khi nhóm đánh khác thầy vô tư cái tôi đoán đó đám bay trăng bằng hai thì cô dùm hô bỏ khi nhóm hay ông ca tha nhóm xe mọc trăng chỉ mối ông ca cứ nhóm ban xâm lạp ôi cái chưa thả nhóm chỉ con trai của ông ta với ní cứ đam bây rồi ca dòng công nô hủy anh ông ca bằng chia bảo hủy anh mình đại chất hủy anh thưa con một ca này đôi chìa bánh hà khiêm thu vọt rụ chân khiêm thật xe dàng ná đam bây ở thân hạ lứ miên tùm lúc túc chất mà lực nhóm đôi chìa bánh hà mùl hai để nó mà khiêm châu bài vọt nhóm thật xe thả đòi miên ca ấp rung bị ông ca thay bằng phòn chẳng dụ bài trẻ rõm thú ở khi miên cầm hăng chứ chạp dùm phụ khăn măng vật nặng lại phùm mấy tuần phần tay mùi hai bất để nóm ở khi châu bài đi vọt cứ nơi chân năm một phòn rồi chất sắp bọn được nó bàn phưa rất hà tầm lẽ xâm đạch nhớ đám xìa nụ hai cây máu ông gặp bàn phía niêu ai bọn phụ ôn dư rất châu bình mạc kỳ đang bây giờ đọc phải chết dương làng bình hai con tốp là một lo phun của nhóm có ban dây tha dương là hai chi mà tất tiết ai cũng đọc tích ban đằng sông hai đời miên cảm phía nêu phì xung đại nhau đông xin hữu phóng hai đời miên cảm chứ chắc trong phố ảm bích căng đại bị tìm lẽ có bài phóng nhóm có ban châu rưu phòng cho là phải vọt hai trong năm chất sắp răm cái phim đọc phải tích chúng bài chăn bao khi bài giờ vô chúng một đặt lại sầm lạp mà được vinh khi một đặt lại nắng cứ không nghĩa luôn từ na lên núi nhá bên trên đám bay ở thì túc chân lực nhóm nhưng thu chẳng na cứ khất không thu ca nghe tụ bay ca nghe luôn vì tràn vì làm ba vì smoke smoke chẳng na cả là sông bay chạy vào water núi đặt khi một xe có khi một xe thu chẳng na ở khi sờ lạnh ở khi phình chết đây cứ đôi khi một xe ra mình cũng rút thiết thiên một kỳ chiếc đại sẽ làm ra bọc bạc nhưng mình sẽ làm bài ở kỳ túc chất cha mà ram người ta ỏi sạc sạc nghe tới cùng cài bậc căn
ใส่ใส่นาต่อตัวเตี้ยนตานาไอ้กัดยางไม่ใช่เหลืองกัดตุกปลปดเนี่ยกัดตุกไงก็หอมเนี่ยจัดนาไอ้นั่นน่ะจัดยังเรื่องซาซาไปเก็บซาซาไม่เก็บซาซาตั้งแต่แล้วก็ลองว่ามีอะไรนะแต่ถ้าถึงเบอร์แต่เธอมานั่งไปเข้าให้นะเบียการทำดอกบ๊อบไปเชียร์จนขมายได้ก็ลองมาอ๋อปีเรียนเนี่ยเชียร์ไงนั่งนะหาแล้วไปคอยจะเธอไม่เยอะคอยโกงไงสมโตฮะเชียร์ใส่จ้ะได้ลื้อได้ลื้อเพื่อนนั่งไงปีถนัดทอมทอมนั่งมาหรือกูปีถนัดโตตายนะมาได้ลื้อได้ลื้อได้ไหมเข้มก็ได้ลื้อได้ยังไม่ต้องแจ้งไงยังแต่เธอไม่เธอไม่เอาเนี่ยตัวซาเนี่ยได้สลับเตอร์นั่งเนี่ยได้แซ่ซอปีสลับนั่งเอาเนี่ยอ๋อจัดฟองเตอร์เอาดังถากานั่งเบื่อเข้าเมนนั่นนะอ่ะแล้วกี่อาดังถาเข้าฟองยังแต่เธอไม่มันจังกิมเมนโตหน้าเอายังอัดเอาเบอร์กี่อัดข้าวฟ้องนั่งก็เตอร์ที่โยยืมมาไว้เนินตัวสไลน์นั่งวิ่งอัดในอัดไอเดนกิมเมนในไอติดซ้อเชียร์ชวนประมาณเลียนเชียงปีเลียนเนี่ยน้องก็อัดในได้มันยังไงมันเนี่ยโยรุ่ยครูนอได้กี่ทากี่กิมเมนโตเธอไหมยังมันจังโยปุ่นนั่งมาสำลามเบงอันเต้แต่เอาทายึงเหมือนพลิกเจ้าเต้ง่ายเรื่องกับลองพอดง่ายเมนได้กับลองตึกไอ้หน้านี่ตึกเขาไอ้เชื่อพลิกไปเต้ก็มาแต่ตึกเมนเต้เกี่ยวเรื่องมือคลาวซานนะฮะนั่งเลยอ้อจ้าคลาวซานเหมือนเต้นนั่นหายไปในมาพีชนามนั่งเรื่องเมนทายุด้วยนะคือแต่ในซามละหดยมตัวอ้อชีวิตยมเนาะยมเพียบนาดไอ้บ้านนี้บ่ถ้าชีวิตខ្ញុំនៅខ្ញុំអត់សាប់សូនបាននេះกับตะมองดอบกองสู้ยืนตะตุยืนตะตุกวิ่งเราจะเอาไอ้ชนเงี้ยจะซ้อเกียงเชิงกราวดับไตตะตุจูบน้องรุ่ยชนซ้อจะซ้อไอ้รุ่ยดักขนาดจีนรุ่ยโยกโอนซ้อมุกน้าไรมูรุ่ยรุ่ยรุ่ยใส่กระมาดีบุกเวียนยืนเชิงกราวไรเดินเราเงียบมาตะมอยมันกรุกระดังแต่ดุมเครื่องตะบองอะไรดูเวียบดจับต่อแหน่ด้วยกรมอันเงือประหยัดเท่าอันนั้นวะดีกับสู้กับมวยกรุงเทียงไอ้อาดีกูจังได้แต่แปรปลุลแต่ไอ้โจดกขนมอะไรวะไอ้สีตะบองอ่ะย้อยก็ยืนเรียนเชิงกราวซีดาบอกบอกไอ้เราเป็นไงซีดุกไอ้อาลูกกำลังเติมคือคิดจะเติมคืนนึงเอาเรื่องให้จัดบักเบี้ยจะโซไอ้อาลูกเนี่ยจัดจะเติมบอกคืออันเงื้ออันเงื้อมาจัดอันโจลุงงุนนรออ่ะไอ้อานี่ก็จังได้แปรก็รวมเด็กยังเด็กอัดเด็กเชียบมึงเจ้ายิ่งมาหรอไอ้มาเชียกไอ้อ่ะอยู่อ้อยลังจับโตกินเทียนเจ้าบัดสบู่ยาตะกะปุกแล้วยืดอันเอชอาร์ตเมื่อไรแต่ที่มันไอ้ยาตะกะปุกนึงยาเราตะบองสบู่มีตะโตไอ้อันนู้นเราได้ยิงเงือบได้ยิงเงียบยิงเงียบจนล่างจนล่างอ่ะ
còn mà là biết ăn miên ai mình đặt tu miên nó thành chất thành trâu lưng trâu tao bò lo à hay à đi coi chăng này ngược chọc ngược lăng phe chọc phe lăng giờ ta trâu lưng rừng thâu mà lo à giạt rồi say tơ cây tơ chạy rồi phát đó điều kia chăng nào Ya, Ya, ấy vô tới đây, chạy vô phát, vô tô tất tục đi, chạy sau, đi chuyện cho tao. Ừ, thấy, cái tất nhiên nó không hiểu, giờ tao thấy là nhanh chứ anh vô tức khan thật rồi nha. Thế à, nó có chơi đâu, có chơi với tao, anh vô lại cái tao à. Rủ bốn bị giặt, tao bò. Nghe chặt to, anh chụp lúc ba này, anh phải để chụp vậy. Miền là phi na, không có cái đang ruồi kia đi. Giờ tại anh trôi đúng rừng lo. Hãy à đi coi chăng đây, đi phe phun kích lần kích lần. Bà ăn vô lúc ta trôi không nóng rừng lo à. Sông cổ rốt ăn một chúm, sông cổ rốt mò phép, sông cổ rốt mạng mật dương o. Ni chia bài ca bằng đôi đây ca chun thân lơ đầy một tí bài hát khả năng vô bất bán mang xâm lạc luôn ai hai ca đầy ca mên tia tà hô mau phi nạ diêm phở hai vô cái phương tục nông tu, cái bài thơ về, hay vô cái thao, để chạy cháu, bọ mà vinh, nè tu vô cái phương bán, banh nạy diêm, hay có banh sầm lạc luôn này. Nâng mau quy nạy diêm đại cho bạn. Lại với anh kích bà gì nè tu lăng vô cái phương bán, nên nó lại nhau mấy nạ. Là nông chướng chuộp, chướng tóc, mình lại cho bạn với anh ấy thế, rồi chú đụng đi. Nạ nông chuộp, chướng tóc. Ta đòi nghĩa từ nào mà nào rồi vậy? Nâng à. Vẫn đôi ngày muốn nhé. Bởi diêm ngũ. Đó là tiệc bè khu đà bàn ngược làng diêm điện. Ca phải chung đọa phía sau tam krom. Ôi phải chung rô thông hài. Ôi vô chất tục nặng. Vì phải đã cạnh snow. Này ca phê. Thứ mấy ca phê ở chóp. Có mọi khả năng. Rọt rùi. Vô gặp lương ban. Rồi cạnh sau. Vừa sẽ ca mà phép mà không cục ấy. Ai trong bài giảng tôi đều vinh cứ mình vô chất tục đại về phải hai ai đã tu vô cái phương ban mạnh của ai nhỉ mạnh thì chỉ cá mà thề đâu chỉ cá thề quá các bạn diêm diêm tại ai nhỉ diêm tại ai tại lại diêm nó có ở đổi luôn đây có cái chạm đã cục hay cái vô tay cũng tay chào đây nó là bài ca qua lấy ca thật nặng lớn đấy thằng cầu mới thề thà và ra chơi đấy tu miên mang bằng cọp rư ọt khănong chua yu của chun ở ní về thọ tàu ban đòi quần lức sầm khăn mà giang cua ỏi chư chạp cứ cái nã so mà phải mối mình toàn miên sam kỳ phiệp ai phiệp đằng phẳng sôm đại nhà đo sai phàn hà ní ỏi ban chia bằng to bằng chọp đòi của rục hạt thà lị khá đực chẳng dương vô chật tục đại đại nhà chất cà phê khăm ăn ở chùa ở ban đại khan đại nhà đại nhà đại nhà để vô bằng bờ bạc đẹp quá Campuchia mà ông ai là han ở Maha Chang để vô bằng bạc đẹp quá Campuchia là Maha Chang để vô thằng công
កម្ពុជាថ្មីដែលគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រអីគាត់ហើយលោឡាយហាលោឡាយហើយតាក់ទងតាមបន្ទប់ហ្នឹងហើយកុំអោយឡើងមកជា2ដង3ដងហ្នឹងហត់ហ៎ជាយោបដិវត្តកម្ពុជាអត់ស្ដាប់អ្នកញាមទេមើលគេដាក់អសឲ្យមើលអត់មើលទេគេដាក់កុំសេរីពេកហ្នឹងបើសេរីពេកមិនងាប់ពីតូចទៅលេងឡូឡាតឡូឡាទៀតម៉ោងវាយ975គឺជាមហាជ័យជំនះដ៏ធំធេងណាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងជាង2000ឆ្នាំមកហើយនេះរូបនេះគឺកន្លែងយកអ្នកទោសយកមកសួរចម្លើយពេលយកមកដល់ត្រូវដាក់ខ្នោះជើងជាប់តុកហើយកណ្ដាស់សសនេះពេលអ្នកទោសសារភាពត្រូវឲ្យសរសេរឯកសារនៅលើតុនេះកន្លែងធ្វើទនកម្មគឺមានវាយនិងច្រកស្បោងស្បោងសម្រាប់ច្រកឲ្យថប់ដង្ហើមហើយនឹងឯកសាររាយប៉ាយនេះគឺពេលអ្នកទោសសារភាពទៅមិនច្បាស់លាស់អ្នកសួរត្រូវយកញីបោះចោលកន្លែងនេះធ្វើទនកម្មទៅធ្វើស្អុយរលួយពេញខ្លួនវាយបែកឈាមហូរខ្ទុះអីស្អុយទៅហៅពេទ្យយកមកបងស្មងបញ្ជីកត់ជំងឺអ្នកទោសឈ្មោះអ្នកងាប់វងលឹងហៅថនចុកទូងស្គរមរំរៃចាំងសាលីចុកទូងស្គរមរំរៃទេពបុត្រម៉ានីហៅប៉ុងជារុនកម្មឈ្មោះអ្នកធ្ងន់ជាលុនជីទ្រូងស្គរមរំរៃអស់កម្លាំងអែមអុតរៀបមូលចុកទូងស្គរមរំរៃមានសុកមីហៅបានចុងជីក្រពះស្គរមរំរៃតូចសុភិបហៅសុគុណក្រុនស្គរមរំរៃឈិនដុនស្គរមរំរៃអស់កម្លាំងញ៉ែមស៊ីមចុកទូងស្គរមរំរៃកឹមភឿទឿងទរនកម្មបំបៅឈៀវឈៀងហៅអាត់រៀកមូលស្គរមរំរៃជុំសវនក្រុនស្គរមរំរៃហេងអៀនទរនកម្មជិនឡនចុកទ្រូងស្គរមរំរៃកឹមអេងចុកទ្រូងពិបាកដល់ដង្ហើមវិលមុខអិនស្រៀងហៅផានចុកទ្រូងស្គរមរំរៃសពុតហៅសសវណ្ណក្រុនរៀកស្គរមរំរៃកាលជំនាន់ពលពតខ្ញុំនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញគឺឈ្មោះតច័ន្ទអនុតដូចហ្នឹងគឺចាត់តាំងខ្ញុំទៅរៀនពេទ្យនៅតាខ្មៅរៀនពេទ្យគឺរយៈពេល3ខែ20ថ្ងៃរៀនពេទ្យនេះគឺរៀនចាក់ខ្នើយមិនមែនចាក់មនុស្សទេហើយឲ្យសម្គាល់10អំពូលថ្នាំនិងផលិតថ្នាំវីតាមីន C គឺម្សៅមីនិងស្ករទឹកខ្មេះហើយរៀនចប់បិលត្រឡប់មកស21នេះគឺមកព្យាបាលអ្នកទោសព្យាបាលអ្នកទោសគឺដូចជាគេយកពីសួរចម្លើយរួចទីវាយបែកខ្នងគឺខ្ញុំលាងរបួសគឺលាងទឹកអំបិលហើយលាបថ្នាំក្រហមហើយរុំកំប្រេសហើយបើស្ពឹកគឺចាក់បេឌូបេអងសោយកម្លាំងគឺលាបវីតាមីន C ឲ្យជាសះស្បើយងាយស្រួលគេយកទៅស៊ូចម្លើយទៀតអញ្ចឹងអាការដែលយើងព្យាបាលមនុស្សទោសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីថាឲ្យតែមានកម្លាំងកំហែងកាន់គេដឹកគេទៅវាយស៊ូចម្លើយទៅហ្នឹងអីបាទនេះខ្លះវាតែពេទ្យគេព្យាបាលអ្នកជំងឺអវិជ្ជាអានេះព្យាបាលហើយឲ្យតែល្មមល្មមយកទៅវាយឲ្យវាយហើយយើងព្យាបាលទៀតបាទនេះឯកសារមួយនេះគេនិយាយពីអ្នកទោសម្នាក់ណាដែលគាត់កំពុងតែសេររបាយការណ៍ក្បត់របស់គាត់ណាណាអាចគៀងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងការសេររបស់គាត់ក៏យកមកសោកលើខ្លួនចាក់ដុតខ្លួនឯងមានដឹងកាលខ្ញុំអត់បាត់ដឹងដែររឿងនឹងបានដឹង
นี่มวยเตียนนี่กัดอยู่ปงตะเซ่ด้วยขี้เนี่ยแต่กัดอยู่ซีโร่กัดตะเซ่จักกอก่อนแต่ไม่สำลักล้วนดังนี้ไปน้องเรื่องนั้นผมดักได้แต่เหมือนบาดเจ็บบาดเนี่ยจึงมือตีเพราะแต่บาดดังดูกินเย็บรามบ่าในมวยเตียนนี่เก็บกวนเนี่ยโตจะเอาไปเป็ดนี่กุ้งติดโยกเชียมเมียนดังไงเบียกิบมเชียมยังไม่ได้ได้โยกเชียมนั้นได้ขยมบานคืนคือกิโยกเชียมนั้นคือจำนวนใบเนี่ยตะบุญเนี่ยโยกเชียมนั้นให้โยกรู้ดักน้องตูตุกอให้มันดังโยกเต่าข้างนาตีอดบานดังได้ดังไงกิบมเชียมไอ้บ่มเชียมนั่งยังถนอมโจ้ตัวจูบเราหลายแจ๊กแป๊ดห่างหมกเราโจ้ลงสลาไอ้เกิดบ่มหุ่นบ่มก็ย้อนเนี่ยตัวเต้าบ่มเราดังไอ้ที่ย้อนเนี่ยตัวย้อนดักเลยเกรย์เกรย์ไดซอว์บ่เป็ดนั่งย้อนดักขนมจูบจงเชิงมาค้างไอ้ไดซอว์ค้างจูบลงมีเกรย์ตัวดอยไอ้หนึ่งจองมุกจองมอดรับตะกร้อมหายจะตโยมมต่อคางในคางมวยคางมวยนั้นถึงจะปลอกเชียงตะกรอมไอ้มมนั้นผมสู้ไปถามมมนั้นมาเนี่ยยาวประมาณปลอกไอ้กีฬามันเนี่ยยาวมวนมวนปลอกมวนครับออกขนาดมาจังมมหายไปดักเลือดไปเกียนเชียงจอลมาอะไรนั่งเคยนั่งต่างหามอย่างรัดตักตักนั่งหายคนเดียวลือลื้อกันราเลยรู้ยังบ่ากับราเลยรู้อ๋อให้เคยเนี่ยพนักงานทางห้างนั่งนั่งตักตักนั่งอ่อนเมียนเถื่อนการอ่อนเมียนดังพูนไอ้ดิไอ้กีกับดาวชุดนั่งโซ่กุบกะกุบกะย่อขโมยนั่งอยู่ตะกอบนั่งไหวไหวนั่งคือเธอจะยอมไหมเธอนั่งตามกาละในสระเราเอาตีตีเป็ดหม้อไงเอาโบมนั่งมาไงโบมไงฝักขาดเชื่อมไงโบมก็ตีเป็ดถมลองมาคายหรือพี่คายมาลองหน่อยนี่จะปั่นกิดดอกโยบงเชียมให้จะปีบีเนี่ยไหมจังเลยไอ้บงนั่งก็ตีอย่างโจเต้านั่งนี่ขนาดจำนายเต้ายี่เนี่ยจะโบงเชียมเนี่ยจูบหายเชียมหมดไพ่หรือกองไพ่เนี่ยเลยขนาดเพื่อนอย่างโจเต้าโยบเชียมโยบเชียมโยบเชียมเนี่ยมามอยนี่งอบนมกตกเนี่ยงอบตกมันเมียนเทียระบาดเปลือกนมนั่งมันเยอะจังนาเกียนั่งไงในเมื่อเมียนปงใส่เพลิงไงปีกงอบนมนาเกียนั่งเมียนดักเกียงดักตักได้เอาไหนเยี่ยมโยตักเอาไหนตัวพักไอ้หนึ่งเลี้ยงนาเกียเลี้ยงไอ้นาตัวนั่งนั่งไอ้นั่งเมียนดักใส่ลูกมวยเปิดจวนที่ระบองหางมกนี่คลายนาตัวโลดหอยเทียนเงินรูปไอ้มวยเทียบเนี่ยนี่กับมานี่กับมาเนี่ยตรงนี้สลับแม่นโดยชื่อรามร้ายเลยคือนมเมียนสายเมียนเชียมโดยที่ทัวร์ตุนกรรมสนามชวมตั้งแต่ไปทัวร์ตุนกรรมสลับต้องถอดตุกไอ้กระซาพี่ใบฉบับนำไปเรียกการถนัดเลยตั้งเนี่ยตัวนี้คืองอดไงไปโยมระดับตามยอดาเกียร์นั้นดอกเปลยุกบานก็โยตะกอบแล้วคอยกบตัวสลายย่อมเราเมียนจำงอลพลย่อมมวยถ้าน้องก็ไล่นี่เนี่ยตู้แต่จับมอหอยนั้นโอเคอ้อยช่วยจีไอเกศาช่วยจำไล่จำอัดปีจีแวะผัววัดมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยโดยเราขังกราวไว้ตามสก๊อตตามหลังบอดไว้คือจับบานมอเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยดอกตำลงมีเยอะแต่เงาที่ยังจับบานเนาะเยอะไว้จอดครูครูทั้งอัดเมียนทัวไอ้กษาอัดเมียนทัวร์หรือบัดไอ้ดาวละมอนี่คือคอยทัวร์อัดนั่งอย่างไม่ง่อมนอเหมือนจุลตาสมรัยเจ็ดบ็อกกี้เมียนไฮมีแต่ไว้จ้าวตาคือจังทัวร์หรือใบมวยคือเยอะแต่ซัวจำลายไอ้เต้าจีเมียนกับห้องนี่กับห้องนู้นโต้นี่โต้นู้นยังไงให้มาก็โยนระบายเจ้าร
มัยกัมพูชายึดถือองค์การมินมีกี้ดึกน้อมยึดถือทำตรึงองค์การทุกปฏิวัติคือตรึงยึดถืออาวุธจุนโดยฉะนั้นมันเลยจับเมาคือตรึงมูลให้ผู้องค์การในนอจับลืมจะล้อมไหมที่จับทำตรึงอันนั้นเป็นจังไงตามการยลบอกยมเพื่อจำลายการนั้นคือถ้าเหตุการณ์ชั้นในดัดชั้นในดัดเพื่อจะไม่อ่อยเมียนสกามกเพียบอ่อยเมียนถ้าพอต่างนำไปโยมนุ่งนึงถ้าสำหรับเจ้าพวกการนั้นอ่อยเมียนตลาดการกัดโต้ด้วยนั่นแหละเพื่อไอ้กษัตริย์คือโยต้องสำหรับเจ้าจังมนุ่งมันเนี้ยมันเนี้ยเต้าแต่เมียนกาจองจำนองกบวัดวากิมเนี้ยมันเนี้ยนั่งจังเป็นนุ่งอย่างเต้ารู้เรื่องกาจองจำแต่อ่อนนั่งอ่อยชั้นในเต้าเยี่ยสกามกเพียบกบวัดเลยเยี่ยผู้มามองโอนมัดเพื่อไอ้นั้นเอาตัวเจี๊ยบใส่สุ่มฟักเอาเมียนสกามเพียบกบฏแล้วเอาบานจีบพอตั้งนำไม่ย่อเนี่ยนู้นย่อตัววายเจ้าเฮ้ยไปจับอันเนี่ยจับเจี๊ยบใส่บรรดาเนี่ยย่อมันดักกบต่อเตี๋ยพี่สาวกาข้าข้ากบยิงกับน้องมูคือเนี่ยตัวคลาปะมันก็ในวายแต่ยิงลงวายปะเอาโฆษณาแบบนี้ยังโฆษณาแบบนู้มันคลาสมุกปิดฟลิกผมบังกัดตกหรือการแนะนำเราปะแต่มันคลาสเตียบบกโกลมนู้ดมันคลาสปะเอาสู้เรื่องโยบายกอดสู้เรื่องสลัดท้อใส่ยี่ตามสเตอร์รัมพลื้อพลื้อระบกลุ่นปะเอาไว้ในตัวใส่หนึ่งหลุมปอดได้ขาดมันเอาไว้หนึ่งได้ยืนกุมหลุมมือจำไล่ได้เวสเซ่เต้าอาเวสเน่แต่ตัวเขาเต้าเมียนไทยไทยมาล้อเมียนเลือกตีมวยเมียนเลือกตีปีดำใบปากกระดับสเตอร์อารามบีวอร์ดอบาเวียนี่ในนอนนั่งเป็ดโปกาวใบจังนี่นั่งยำยำมาซัวเชียนบงวนปรามทั้งไงแต่บ่ก็คืออดบานจำไล่ได้บ่ชลายแต่อดดังว่าจังแจ่จีซัวเรื่องให้ในรถนกองนาเนาอองกับเพียบนาเมียนการต่ำเนตต่ำนองถึงมวยอยู่นาไอ้นานาประเทียนกองนาไอ้แจ่ซัวน้อมวนปรามทั้งไงจังก็อดพร้อมเจย์พร้อมเจนไอ้จังก็อ้อยบอลส่งบอลไปดูหนึ่งจานจานดูจังก็อ้อยบอลว่าถ้าอ้อยเราทอกระดาวเต้าผมเรียงผมให้เต้าอ่อยชลายน้อยจังยมเงาก็เธอตามกวาดเราทอกระดาวเจี๊ยพองผมลดพองให้ก็เตะตกพังกัดไม่ใบวายต้องไหวฟังหูนมจรวดเตะตกมังจังวัดตอนนี้เราไหวมังขึ้นมาหูนมน้อยจังก็สมสารเพียบจำลายมองไหนนอนนั่งก็สารเพียบต้องเชี่ยตะโบต้องก็เอาจะใส่วนปรามทั้งไงจังมามาสลักให้ยอมมือนั่งก็มันดังเชี่ยใส่สลายปะปุ่นนั่งข้างหน้าข้างหน้าอ่อนเวียนสดหน่อยจังผมแค่ถ้าคุณยนต์ไหนนอนเอาจะใส่ตามถ้าบุญขนาดบอกยังเวียนเอาจะใส่ตามแล้วเวียนเชี่ยใส่เชี่ยผมได้เชี่ยปะเชี่ยปุ่นเวียนโทษกรรมเพียบเงินเมย์เงินใส่ยังทบานอยู่อยู่ทบานจองกรองบานจะเอกสารนั่งเมย์เอกสารนี่ไงเอกสารอะไรคนไอ้ยมเบอร์บิดร้อยสุญเย่ลงมาเก๋นี่สุญเย่ปะคอนสุญเย่คอนไอ้ยังปิดไงปรำไทยมูจะตันเปิลว่าจิมลายหรือบ่นรีนึงตอนแล้วนี่มวยเทียดมวยเฮนดักแฮนก้าอ้อยไอ้ดักอังคอดักสะไดดักบังคนมันเอาจอมดักอาเกียดักเตียนู่ขนมบ่มน้องดำใบอ้อยอัพเอาน์ตอนมันตีเป็ดสินาดิกาพร้อมตีเป็ดสินาดิกาเชี่ยมันตีเป็ดกุมรูเกย์มาจอบไอ้นี่ไอ้เทียดนี่มวยเจนี่ดักแฮนก้าอ้อยไอ้ดักเตียนู่ได้ดักอะไรเวียกัดไอ้นา
ខ្ញុំដូចអត់យល់ទេនេះកម្មភាពចឹងចឹងអាហ្នឹងវាគេជឿទេកាលហ្នឹងនេះកាលហ្នឹងយកជការបានព្រោះជឿឃើញកម្មភាពចឹងខ្ញុំជឿព្រោះកាលទួវាខ្ញុំឲ្យគោលការណ៍3គឺ1សេអា2កាសេប3ខ្មាំងយួន3ហ្នឹងវាយកសេអាតែសេអាខ្ញុំត្រូវសួរដេញជើងរឿងខ្សែសេអាហើយខ្សែបណ្ដាញរបស់វាហ្នឹងមានមេមានគ្នាគ្នាហើយនឹងសកម្មភាពធ្វើក្នុងទី8ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំជឿអាចយកជាការបានខ្ញុំជឿថាសេអាមកធ្វើសកម្មភាពអីចឹងចឹងហើយនារីហ្នឹងអាយុតែ9 10ហ្នឹងក្នុងក្នុងវណ្ណរូបនេះបាទ9 10ឆ្នាំហើយនេះអសនារីហ្នឹងឯងសអាហ្នឹងអសខ្ញុំព្រោះនារីហ្នឹងគ្នាអត់បានធានបានសូត្រជ្រៀវជ្រះចឹងអសមើលអត់រួចមើលអត់ដាច់សេទៅវាមួយខ្លះខុសខ្លះត្រូវខ្លះបើអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរជំនួសឲ្យកែលម្អខ្លះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងមិនយល់ថាសតិអារម្មណ៍ការចេះដឹងរបស់អរិញដូចជាដូចក៏ដោយច័ន្ទក៏ដោយអង្ខនឯងក៏ដោយដំណឹងហ្នឹងទៅយកអញ្ចឹងចឹងជាការពិតកើតបាទគោលការណ៍នោះគោលការណ៍គឺពាក់សតិអារម្មណ៍ឲ្យជឿជាក់លើសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងមិនអាចចាប់ខ្លាំងបានហើយដូចយកទៅក៏មិនថាម៉េចដែរគឺបាត់ស្ងាត់រហូតទៅឯកសារឯកភាពបាទនេះជាចម្លើយរបស់ឈ្មោះប៊ុតហេងប្រធានក្រុមធ្វើឯកសារនៅមន្ទីរស21សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសួរមីស្រីស្រីគឺវាយវាឲ្យរបូតសំពត់ហើយដុតក្តិតវាឲ្យរលួយហើយវាយឲ្យវិលធ្វើម៉េចឲ្យងាប់ដាច់ចម្លើយកាលនោះអស់ពីអ្នកមកពីស្រុកបារាំងម្នាក់និងកងពល310ម្នាក់បន្តមកទៀតខ្ញុំសួរមីស៊ីននឹងច័ន្ទពីពីរអ្នកនេះនៅជាមួយគ្នាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសួរគឺដាក់ទល់មុខគ្នាឲ្យវានិយាយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំវាយមីស៊ីនសន្លប់ខ្ញុំទៅហៅត្រីកាលនោះខ្ញុំនឹងត្រីបានដុតដុតវាថាវាធ្វើពុតរួចបានសែងទៅកន្លែងកាលពីនេះសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំវាយមីច័ន្ទមីនេះពោះធំការនោះបងមិនតន់ឲ្យវាយទេតែខ្ញុំលួចវាយវាទាល់តែសន្លប់ហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចអង្ការដឹងខ្ញុំឲ្យវាដេកលើបៃអ៊ីសកម្មភាពនេះសំខាន់គឺធ្វើឲ្យដាច់ចម្លើយនិងពន្យាពីឯកសារហើយធ្វើឯកសារឲ្យដូចគ្នាធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់បន្ទប់នេះខ្ញុំធ្លាប់យាមអក្រមទី5បានចាប់រំលោភនារីមានកូនមួយនារីនោះរូបរាងស្អាតហ่ะហើយអាក្រុមទី5បានបញ្ជាអ្នកទោសក្រៅពីនឹងថាឲ្យដេកបែរមុខទៅលិចទៅត្បូងទៅជើងដេកបែរមុខហើយអាក្រុមទី5បានបញ្ជាថាបើអ្នកណាកំរើកវាយកទៅវាយចោលហើយអ្នកទោសទាំងអស់នោះក៏ស្ងាត់ស្ងៀមអត់ហ៊ានកំរើកទេហើយអាក្រុមទី5ក៏ចាប់អ្នកតោស្រីដែលមានកូនមើលរូបរាងស្អាតណាស់ហ្នឹងក៏ចាប់រំលោភទៅកងការពារមកតាន់ហ្នឹងក៏ទៅរេកាថាលើតែលើម៉ោងក៏ចាប់វាយកទៅបាត់ទៅហើយរំលោភម៉ោង10យប់អូវានៅកន្លែងស21ហ្នឹងកាលហ្នឹងអត់មាននារីនៅជាមួយទេគឺសុទ្ធតែយុវជនទាំងអស់អញ្ចឹងមានតាំងពីអាយុ13 14ឆ្នាំឡើងដល់22 23ឆ្នាំអញ្ចឹងគេថាក្នុងធាតយុវវ័យពងពេញកម្មតណ្ហាពុះជ្រុលម្នាក់ម្នាក់គេទៅផ្ទះទៅលេងផ្ទះសបាយក៏គេមិនអោយទៅទៅណាក៏មិនអោយទៅអញ្ចឹងបិទចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញអ្នកតោះស្រីស្រីមកម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងនាំគ្នាមកចោមរូងមើលសបាយក្នុងចិត្តហ្នឹងគេថាសបាយហើយដូចស្រួលចម្លើយអញ្ចឹងខ្លះយកអ្នកទោសស្រីស្រីទៅយកទៅសួរចម្លើយយកទៅដល់នោះកន្លែងបន្ទប់ស្ងាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសខ្លះស្ទាបដោះគេខ្លះមិនធ្វល់គេខ្លះក៏ស្ទាបបេះគូគេពួកគេអស់គេអស់ខ្មាស់ពួកខ្ញុំមិនដាក់លៀមទេគេថាឃើញនារីណៃណោះហ្នឹងវារូបរពោះវាគួរសមដែរអា
chẳng nguyên chất sở lanh ăn nát kê còn tài nó phê nút nay nón thì mảng ấy cả hàm khuất bỏ kê này để rõ một ơi sở lanh sợi một ơi sở lanh mang chẳng phê nút lòng chất nó cứ người ta chưa là cam toàn hà nó không mau một ban rôm rắc một ban bạc qua cái cắt cà mua mau lâu hai lòng chất nó quay mang mà ខ្ញុំត្រូវការពារអ្នកតោស្រីនិងកោក្មៃអ្នកតោស្រីញ៉ាំឲ្យងើបឈប់បានងើបបានខ្ញុំអង្គុយបានអាក្រុមទី5បានចាប់រំលោភអ្នកតោស្រីហើយទី5ខ្ញុំអ្នកសួរឡើងមកយកអ្នកតោស្រីទៅសួរចម្លើយអ្នកតោស្រីមកវិញគេវាយបាយឈាមពេញខ្នងហើយអោបកូនយំ Nhiều bình ạc Thì ấy căn mà chi chỉ mua ạp ấy làm ạ ạp ấy bao giống này như vậy ạp ấy Thì thi ấy ạp ấy Bà này dây ra vô bài đăng này tôi sợi Thà nhóm xong vô con bọn ấy thật chứa bà Chúng ngư Thì ấy hay nâng ạp ấy Ngọm con chết đá chọc tư Này cổng bà sĩ là mà dù à cậu khám mây mình toàn chết đá bây cho tư Nà sĩ à bây nhá Dù cậu khám mây tôi quay cho nó cổ cục tôi xoay nhờ Thì ai hay nâng hối căn mà chí là mà dù nè tu Sĩ ấy nay non tha xong Dù bọn ấy tập chiếc bà mua mua Hay thì ai hay nâng hối á, có nôm cho tư Hối có nai nôm tha xong xong Cho một bọn anh có mọi khơi tí tăng nhóm Hay hối có nôm lan lan tư bằng chuyện ai chân ที่มองปมใบมองบุญปรึกโคบานตะตูลบัญชีชมูลพิธีดึกเนี่ยดึกบานจาผู้เป้งวิจารณ์ไอ้หมดดึกថ្ងៃ30ខែ5ឆ្នាំ73ហើយហូក៏បានកាន់បញ្ជីនេះមកកន្លែងខ្ញុំដើម្បីសរុបបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវដកហើយនៅឃើញនៅក្នុងបញ្ជី นั่งวิมีนอปุ่มมาลายมีปุ่มเขมิงหอมดูชนะโพมีแผ่นกาดอกที่ปีตองที่ประโยกมาสมุนมีผู้ทอมลายกมาแต่โยตึงจิมวยปุ่มมาลายตึงบังจิงไอจิตามลานตึงนอมออยวิสไรวิจุมนอมออยใบกาดูชนะไปให้จิมมองมาตันดับปีนับไงตรองไปนี่ก็บานโย
្មេងនឹងចេញទៅក្រៅរហូតដល់ម៉ោង6ម៉ោង7ល្ងាចទើបកំឡុងហុយមកយកកំពុងម្ដាយតាមក្រោយមុននឹងបញ្ជូនអ្នកទោសឡើងឡានគឺចង់មកទាំងអស់តែបើសិនជាអ្នកទោសនោះដីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏មិនឲ្យជីឡានទៅជាមួយគ្នាដែរគឺជីឡានផ្សេងគ្នាព្រោះខ្លាចប្រពន្ធឬប្ដីនិយាយស្ដាប់សម្លេងគ្នាបានលោឡាតាមផ្លូវនាំបែបៃការតែអ្នកទោសនោះក៏មិនដឹងថាខ្លួនត្រូវគេយកទៅសម្លាប់នៅជើងឯកជាមួយគ្នាទេនេះគឺឈ្មោះអ្នកទោសដែលគេចាប់ទាំងគ្រួសារមានចំនួន7នាក់ឪពុកម្ដាយ2នាក់និងកូន5នាក់មានញ៉ែមលីសមានផ្ទះប្រពន្ធលងថិនលងថិនគ្រូបង្រៀនលងបុត្រតារាគ្រូបង្រៀនលងសុធីវីកូនសិស្សលងគីវុឌ្ឍកូនសិស្សលោកជាជាតិកូនសិស្សលោកសេរីរតន៍ហ៊ីនពលបាលត្រីនេះញ៉ាំលៀដល់ទៅជាម្ដាយលោកថិនជាពុកអូចាប់ចាប់ពុកហ្នឹងគឺចាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូននិងចៅទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំទៅបាត់រងអញ្ចឹងគេឲ្យយកចាប់ឪពុកតែកម្មបាលមូលដ្ឋានគេឲ្យយកទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងអស់ហ្នឹងគេណាស់ទៅចាប់ក្លាយណាគឺចាប់ទាំងខ្សែខ្សែអញ្ចឹងមកដូចគេនិយាយថាជីកឆ្មៅជីកទាំងរឹងហ្នឹងគេថាចាប់ខ្មាំងផ្ទៃក្នុងចាប់ខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងតកូវក្នុងសាច់ហ្នឹងគេថាចាប់ព្រោះជាជនថ្មីទេអស់ជាជនថ្មីចាប់ជាជនចាស់ចាប់ជាជនចាស់យូរយូរអស់ចាប់តែកំឡុងបដិវត្តយូរយូរបដិវត្តបដិវត្តចាប់ទាំងអស់ចាប់តិចចាប់ទីដូចនៅកន្លែងហ្នឹងចាប់តិចទៀតនេះខ្ញុំធ្វើមន្ទីរអ្នកទូរទៅចូលមកនេះខាងអ្នកទូរទៅចូលមកដឹងថាអ្នកទូរហ្នឹងងាប់ហើយដូច្នេះថាមិនបាននឹកគ្នាថាមនុស្សហ្នឹងនៅរស់ទេដូច្នេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទូរហ្នឹងវាងាប់បាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលបានសួរថាលោកអ៊ំលោកពូឬបងមូលហេតុអីគេចាប់មានទូអីគឺអត់ដែលបានសួរគឺគិតធ្វើយ៉ាងណាកត់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទូនឹងកត់ប្រវត្តិរូបហើយយកមកចូលក្នុងបន្ទប់មកហើយនិយាយគឺថាសុកចិត្តចាប់ច្រឡំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានតែខ្មាំងស៊ីរុំទេក្នុងតទៀតខ្ញុំជឿថានៅនឹងភាកច្រើនគ្មានកំហុសអីទេគឺថាដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងដែលគេចាប់នៅបាត់ដបហ្នឹងគេមិនថាចាប់ខ្លួនពីបាត់អីបាត់អីអត់ទេគេទៅដល់គេថាប្រមូលកម្លាំងទៅបោយផ្ដៅនៅពោះសាត់ខ្លួនមិនខ្វះកម្លាំងឥឡូវមិនឯងទៅទៅជាមួយគេហើយយើងគេដាក់ទឹះយើងទៅតែមកដល់សហគមន៍គេចាប់ក្រឹបយើងអត់ដឹងអីផងដល់តែគេបាយសួរចម្លើយចောက်ខ្សែភ្លើងជួសម្លើយយើងអត់មានរឿងអីប្រាប់គេទេតែត្រូវបណ្ឌិតយើងណាដល់អត់មានរឿងប្រាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបណ្ឌិតដែរដូច្នេះណាគេបង្កើតច្បាប់បង្ខំមនុស្សឲ្យកុហកឲ្យកុហកមិនកុហកគេមិនកុហកអ្នកសួរចម្លើយដូចខាងខនឯនេះកុហកខ្លួនឯងទៀតណាកុហកខ្លួនឯងទៀតយើងមិនដែលស្គាល់មុខអ្នកដែលយើងឆ្លើយដាក់យើងមិនដែលស្គាល់ទង្វើដែលយើងបានធ្វើគឺអត់ទាំងអស់តែតើយើងឆ្លើយចឹងបើយើងធូរតិចគេអត់សុខបានខ្ញុំអ្នកសួរចឹងតែយកសួរតែអត់ឆ្លើយគឺអត់ជឿតោះតែឆ្លើយតែប៉ុនប៉ុតអីតើឆ្លើយយ៉ាងណាដូច្នេះវាអស់លក្ខណៈជាមនុស្សហើយមិនអញ្ចឹងទេបាទវាដកអានេះមានរឿងមានពាក្យមានសម្ដីវាដកអាទិភាពជាមនុស្សរួចអស់ហើយដកបានគ្រប់ឯកសារហើយយកទៅដាក់គុកចោលអត់ឲ្យបាយស៊ីទេហើយស្គមដូចខ្មោចខ្មោចមនុស្សមានមនុស្សសត្វមិនសត្វអញ្ចឹងបើចាប់ពីហ្នឹងដល់ពេលហើយបានអស់វាទៅវាយចោលហ្នឹងវាមិនមែនមនុស្សទេយកទៅវាយចោលមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងវា
việc lên mà nó cả lắm cứ mình nẹm nẹm lại thuê ca để tin đấy tụ bay chong chong và thật là group bằng ca cái đại khả chẳng nhom chong ăn với anh dê chẳng nghe vậy mình group bằng ca nó bộ mình nẹm miền là ca group bằng ca về đây chặt tăng thuê ta mình chia cái bầm thơ khi sầm lam khi nhom đá bầm thơ nhom ai chơi chơi bán là nó chắc đó vì phục lâu dễ ọt miền này nên cho tịch thô ọt miền này à với để tên tha tha đoàn một cái tệ sầm lam mà nút hả mà nút cái bay chạy bị sạt tập phê vậy mà nút cũng cứ nâng sát được khóc nè cái ao đánh được lại khóc nè vậy mỗi sát tới chàn mỗi mà nút để cho nên bờ sân chỉ miền mà cấm cái vô mà nút thua chỉ sát hay ăn trên sát cái tiết là nó về chỉ riêng mỗi về dễ luôn đó về ở trầm trầu chẳng mà về mình trầm trầu bây giờ thì ở đường tiệm cũng tịch nên về sợ hãi lúc khi sợ hãi lúc tiệm vừa trầm sầm lắm anh nói chuyện đôi hai đôi chỉ miền sợ là thua khai nhé rồi cũng tịch nên cứ ở hai mình đúng việc khai tôi chỉ phong thủ lý việc khai tôi chỉ là on thủ lý anh tăng tăng cho này tiệm thằng cầm tịch tăng ca vô này dùng này biết thằng cầm tịch cứ không nói sao đây mà một chân một bị nẹt ở đây vừa sầm lắm anh nói về đây thằng miền người ta giờ miền làm lại khác nữa thật đó cầm tích cứ cháu vậy từ sát phô kìm đang dây cầm tích ấy sát người ta sầm lắm anh ấy về phô sát nó thiệt về tới chỉ phong thôn ly về lại sang cho phát thân phát tư về ở miền lệ cái nào chân đúng này cầm tích này tới nhom vô thả cầm tích nữa ba là sát đấy ba là ru bền cái ấy này tới bình yên ở cái tịch đấy nè bên đây chân chân này nè anh này bên đây là đây là bò tang ở đây người ta sạch thầy thiếp á bên đây tưởng ốc anh đã bị nó chạm vào rắn bên đây tưởng ốc vì thế này nhưng trong đằng thà tá tuy hơi chạy đam cả các cây ca lại nâng vô mà đúng ấy tư ấy chân chân đó bò đây dương kịch chân mày đấy bên nó cá lớn cũng trong còn lại không mấy này là bị cha nó có mình mà được đó mỗi tiếng cứ bị chia miệng từ ao thấm ấy chia phẳng phải nhá, phải lon phải nén chia phải lon phải nén đó, ao vô từ thầm lấp vô từ thầm lấp á, thầm mấy ao là của lúc ăn cá chia được không phẳng và đó sập ngay đi, cứ về phải nên mới về khâu chữ mập, khi thà nó khơi yên không mặt luôn này này, tại co mình vô chất tục đại kết cứu ấy. Tại nó khơi về chơi chư được các bạn chẳng cây bộ bốn phát bốn xí kia tao mới kia đặt dù băng mau theo với đê chứ nhóm mình chẳng nghe hay nên được nhóm ta là ca là dân chuộc nên mà đón đón về chơi ca làm bạn mình chơi riêng số lên làm nhóm hỡi chơi riêng đây mình chăng như luôn mình chăng chuộc nên đấy rồi dân chuộc nên chứ mình đang dây riêng ó đây dây thì bị riêng anh tên ca là thưa dân và bạn tròn và bạn làm trầm nó bật những chiêng phật nhóm chiêng mình phật đấy rồi nhóm trong đăng nhóm trong xoay vô làm pi ở đấy để thằng việt bàn cả làng hái nó cũng ở về có bắt cháu từ tê tê đoạn nấy nó trong đăng phần này chiêng chụp đấy như mình thằng chia pê với liên sầm lát liên khlu nó sầm lát liên má bé ăn thế lại khi nhom chạm màn chữ bán na, buộc nhom chuẩn nam làm chữ hay chuẩn làm thanh nọ ní, chia còn lại thì tăng chia ai, đại chia còn lại thì sầm làm nhà tù, nếu chỉ mong cha hai cái bàn, xong thì tiệt tội môi tụng nơi tín đi, sầm làm đập nơi nhà tù trên phi tuổi sai mà, về lan nó đó ai bài tiệt hai cờ của chun luôn, nhà tù đi cho về lừa lan cho lòng tiệt, rồi hai bạc hạ cùng phi cùng khai cùng ai cứ ai mà lấy tiệt sầm bài hai. Rồi máu còn mình chun đo mùi đo mùi chén còn chua hai còn vô máu sầm lạp nơi còn lại đi đại chia còn lại chỉ đang hai giờ sáng khi sầm lạp hai cứ bán lực bỏ cho được nồng đại với cầm đòn đợt lực thì pi tiền
đập tư dương ai tiết thông khăn xoay xạp hình đây phá khai xoay khó mau ai phụ nhóm có trên nón nghe prang vay khai mà tiết cứ đặng chung nè tiết cứ vô tập vay tiết cứ nè thông khăn xoay xạp này nâng tư chỉ ca thoam mà đá thông khăn xoay xạp chỉ thoam mà đá tư chỉ tư chỉ xa mai nhá lên kết lên cu lên xua lên đây á đang là vô tới đó vài vô đó vài hút tầm màu vậy nhiều mà giá đó mười giá nhẹ tô rồi nhiều mà giá dạng ngộ giêm mơ sao mà ấy sụp buồn dạ một sao một ấy lại đi ngắt chừng ôm về mà nước đá trên chỗ xoay chma chứ hai cặp bạc lan đang nhẹ tu thì tua xoay nhau màu mà đòi chuyện ai đi thì ba mà xem sân phương nơi không một túc nhẹ đặt nhẹ tu làm bay cũng ai nhẹ tu đạp ai lư ở lòng hai co dài lan ai tập bài tia năng bạc về khối hai lư nhẹ tu thì nhẹ cho mặt đây hai cặp phải chỗ nhẹ tu tới không tia luôn về bị trâu hái có vô nẹm đom trên mặt khéo cọt mua hay phun phèn nẹm tu ra không thấy ai dòm ao nhà tiệt mấy ấy hay chạy đuổi cho khéo cái tên quỳ là cái loại nguội trụ bầy chạm mơ khi vô nẹm tu mà sầm lạp là không đào được về để vay bờ sân chỉ về phliêng từ kia có ba tàng còn ao phliêng phẹt tắt trâu không đào hai cái ao nhẹ tu một cùi nhẹ tu nó cứ chọt làm xây chọt phân loa mà khối hay cả má cái tròn một là hai cái vót đai nó cứ vay vay cho ông của chân cò hay nhẹ tu nó còn đua tạm một tận đây khi cái vót của vắt máu ao cò hai cái đọt nó đai trên và khao ao lo ao còn lại chém thì ao vô khao ao đo vô khao ao nó tiệt ai bà na phải lại chém mà lại đo vô rồi, ai vô khai ai nó tụng một đồng, ai nhà tu đang có cái ô thủng lẽ châu nó không đai rồi, cái để vay hai, bởi cái na cái tiêm chi mơ khơi mặt khúc, cái ai hứa không bao nhiêu lần lư, ai hóa mặt khúc, cái bà hóa khúc hai, thì ai thủng lẽ máu, thì ai phụ năng cọp còn đai nó là chết bình thì nhóm có phần mô nó thì khảo ai nó là lo đã lan thì tụi ai nhận tu chuyện này khối điện thì nhóm bạc lan mà đó hồi còn lâu lá cho mình ai mà chui diêm cái nhóm có thể diêm nơi cọng kìa chờ nhận tu không rồi diêm dù tao dục rưu còn lâu lá mình ai mình chui cái này thì nhóm có chạm nhận tu phải đá mùi mà đó lại thì vậy mà là lại thung phân xoay khó mau áp chêm là khi nhóm tay mau tay mau bị bị chướng nhóm chọc chướng gọc nhóm thì trôi diêm nơi tròn tiền hàng mình đó thư ca rùi hân hồi gọi lâu la một ai xấu đó hủ tơ với một ai giả thư toan nhóm cầu về và lan lan hiệp chồng thường nào tay là tay đó là lại toàn mang thầm ra nơi liên lan lan và lạ thật là ai nung
อ้ยเอ้ยเรียงลางรวยให้มันบานสำราง่ายล้างดาวรอตะกูนดาวโจทย์ทำไมปรางอ้อยสายซีอ้อยเชียมหนึ่งทุกเปย์